Ngày mai 22 tháng 2, dự kiến có thêm 17 tỉnh thành cho học sinh trở lại học sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19. Trước đó học sinh tại 15 tỉnh thành khác cũng đã trở lại trường. Như vậy tuần tới, hơn 30 tỉnh thành cho học sinh đến trường thay vì ở nhà học trực tuyến. Trước khi mở cổng trường đón học sinh, nhiều nơi đã chuẩn bị những biện pháp phòng dịch. Theo ghi nhận tại Bình Thuận, để chuẩn bị cho ngày trở lại trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp 5K theo hướng dẫn của ngành y tế. Mọi ngóc ngách phòng học, khuôn viên nhà trường, bếp ăn, hồ bơi đều được khử khuẩn. Đồng thời, các điều kiện để phục vụ cho giáo viên và học sinh như thiết bị đo thân nhiệt qua tráng, nơi rửa tay, dung dịch rửa tay, xà phòng, nước sạch đều chuẩn bị chu đáo. Các trường hợp ho, sốt có biểu hiện không bình thường về sức khỏe được phép nghỉ học các cơ sở giáo dục tại địa phương chỉ được giảng dạy chính khóa còn các hoạt động ngoại khóa hay chào cờ đầu tuần đều tạm ngưng tuy nhiên nhiều cơ sở cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay là thực hiện giữ khoảng cách và đeo khẩu trang cho học sinh như khuyến cáo của ngành y tế việc này khó khả thi bởi học sinh bậc tiểu học rất hiếu động chưa ý thức được như người lớn